Quốc Dư, Trà My khi sự nỗ lực được tưởng thưởng xứng đáng. Đều chơi đối chuyền và đều được gọi lên triệu tập đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cho những chiến dịch trong năm 2024. Phạm Quốc Dư và Nguyễn Thị Trà My đã chứng minh rằng hãy nỗ lực hết mình rồi thành quả một ngày nào đó sẽ đến. Cả Quốc Dư và Trà My cuối cùng đã có tên trong danh sách đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sau rất nhiều lần rất gần với những giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, nếu nói về con đường lên tuyển thì có chút khác biệt ở hai cái tên này. Trong số những cái tên của Sanek Khánh Hòa được gọi lên đội tuyển lần này, sự chú ý lớn nhất chắc hẳn thuộc về Phạm Quốc Dư. Đây là lần thứ tư đối chuyền sinh năm 1996 được triệu tập lên tuyển. Những lần trước đó, Quốc Dư nằm trong danh sách sơ bộ, lên ăn tập cùng các thành viên nhưng sau đó bị gạch tên vào phút chót. Trong đợt tập trung lần này, Quốc Dư và Văn Hiệp là hai cái tên ở vị trí đối chuyền. Ngoài ra, huấn luyện viên Trần Đình Tiền không gọi thêm bất kỳ đối chuyền nào, dù trước đó Từ Thanh Thuận và Nguyễn Văn Quốc Duy luôn là những cái tên mà ông tin tưởng. Và gần như chắc chắn, Quốc Dư sẽ có trong danh sách rút gọn cuối cùng gồm 14 vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự các giải đấu sắp tới. Sinh năm 1996, năm nay 28 tuổi, nhưng đây mới là lần đầu tiên Quốc Dư có được vinh dự này cùng với đội tuyển Việt Nam sau rất nhiều lần may mắn không mỉm cười với cầu thủ gốc Long An. Xuất phát điểm của Quốc Dư là một vận động viên chơi bóng chuyền phủi trước khi được La Vi Long An phát hiện và đưa anh về thi đấu chuyên nghiệp. Bước tiến lớn nhất của Phạm Quốc Dư là khi huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc về dẫn dắt La Vi Long An và giúp cậu học trò của mình cải thiện về kỹ thuật và chuyên môn. Sau khi vị huấn luyện viên lão làng chia tay đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phạm Quốc Dư từng quyết định giải nghệ. Tuy nhiên, La Vi Long An sau nhiều lần thuyết phục đã đưa Quốc Dư trở lại thi đấu với bản hợp đồng có thời hạn từng năm. Năm 2022, chàng trai cao 1m90 chuyển tới Sanek Khánh Hòa để hội ngộ cùng người thầy cũ Bùi Quang Ngọc. Tại Sanek Khánh Hòa, Phạm Quốc Dư phải đứng sau một cái bóng quá lớn của bóng chuyền Việt Nam, đó chính là Từ Thanh Thuận. Tuy nhiên, với sự dìu dắt của người thầy và người đàn anh gạo cội, Quốc Dư ngày một tiến bộ và trưởng thành hơn. Phạm Quốc Dư nổi lên ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023. Khi là người đánh chính ở câu lạc bộ Thành phố Biển ở thời điểm đó, thay cho Từ Thanh Thuận. Với những người hâm mộ Sanek Khánh Hòa, câu hỏi lớn nhất sau khi vòng 2 khép lại chính là trường hợp của Từ Thanh Thuận. Trải qua 4 trận đấu, đối chuyền mang áo số 9 chỉ được chơi ở những trận đấu với những đối thủ yếu như La Vi Long An, trong khi gặp Thể Công hay Hà Tĩnh, anh phải làm quen với việc dự bị. Đây là bất ngờ lớn với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam nói chung và Sanek Khánh Hòa nói riêng, bởi 3T là cái tên đã làm nên thương hiệu. Trong nhiều năm qua, đối chuyền mang áo số 9 được ví như ngôi sao số 1 của bóng chuyền Việt Nam, gánh vác từ câu lạc bộ đến đội tuyển. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đương nhiên hiểu rõ giá trị của cậu học trò. Tuy nhiên, ở từng thời điểm và với những toan tính về mặt chiến thuật, ông quyết định để Từ Thanh Thuận dự bị thay vào đó là Phạm Quốc Dư. Huấn luyện viên Sanek Khánh Hòa lý giải, ở thời điểm này, khả năng chắn bóng của Từ Thanh Thuận kém hơn Phạm Quốc Dư, chứ còn tất cả những cái khác như tấn công, phát bóng thì Thuận tốt hơn. Nhưng riêng chắn bóng thì Thuận không bằng Dư nên tôi muốn tận dụng khả năng đó của Quốc Dư. Giá trị mà Từ Thanh Thuận mang lại cho Sanek Khánh Hòa vẫn rất rõ rệt. Trong set 4 trận đấu với Thể Công, khi đội bóng áo xanh đang bị dẫn 16-21, 3T vào sân và ngay lập tức cho thấy giá trị với những tình huống phát bóng và tấn công uy lực ở biên hai. Tuy nhiên, chỉ ít phút có mặt trên sân, Từ Thanh Thuận lại bị thay ra và Quốc Dư trở lại sân thi đấu. Đó là minh chứng cho thấy quyết tâm của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc trong việc theo đuổi lối chơi phòng ngự trên lưới mà ông đã xây dựng cho đội bóng Thành phố Biển. Dễ dàng thấy rằng Phạm Quốc Dư đang thể hiện được khả năng thi đấu rất toàn diện của mình. Anh là một con bài chiến thuật rất mạnh của Sanek Khánh Hòa, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự không thể xem thường. Nếu nhìn lại hành trình của chàng trai người Long An, chắc hẳn nhiều người cũng phải giật mình. Trong vòng 3 năm liên tiếp là 2021, 2022 và 2023, Phạm Quốc Dư đều nằm trong danh sách lên tuyển. Nhưng bằng một cách nào đó, cơ hội vẫn cứ ngoảnh mặt với đối chuyền này. Năm 2021, Phạm Quốc Dư được huấn luyện viên Lee Hoan Ninh triệu tập lên đội tuyển. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến những giải đấu liên tục bị hủy bỏ. Và vì thế, cơ hội để anh tỏa sáng trong màu áo đỏ sao vàng vẫn chưa thể thực hiện. Năm 2022, đối chuyền cao 1m90 tiếp tục nằm trong danh sách 20 cái tên triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31. Nhưng cuối cùng, huấn luyện viên Lee Hoan Ninh đã loại Phạm Quốc Dư vào phút chót. Chàng trai người Long An xách vali trở về nhà đúng một tuần trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31. Gần một năm sau, để chuẩn bị cho SEA Games 32, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên danh sách dự kiến triệu tập 18 vận động viên cho đội tuyển Nam và Phạm Quốc Dư tiếp tục có mặt.
Nhưng vào phút chót, khi Tổng cục Thể dục Thể thao công bố quyết định triệu tập đội tuyển, một lần nữa chàng trai sinh năm 1996 lại bị gạch tên để nhường chỗ cho Nguyễn Văn Quốc Duy. Ba lần liên tiếp trong 3 năm, cánh cửa đội tuyển rộng mở trước mắt Phạm Quốc Dư. Nhưng nghiệt ngã thay, nó đóng lại vào đúng phút chót. Do vậy, mọi thứ đã thay đổi vào năm nay khi Quốc Dư là một trong hai đối chuyền được gọi lên tuyển. Vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2023 chứng kiến phong độ xuất sắc của Quốc Dư. Anh chiếm vị trí đối chuyền chính thức của Sanet Khánh Hòa, công thủ toàn diện và góp công lớn vào chức vô địch của đội bóng thành phố biển. Với những người yêu mến đối chuyền của Sanet Khánh Hòa, tất cả đều chờ đợi Quốc Dư sau nhiều lần thể hiện giá trị bản thân, sẽ nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Sinh ra cùng thời với rất nhiều đối chuyền đẳng cấp, phải rất khó khăn Quốc Dư mới có thể bước ra ánh sáng để chứng minh mình cũng là một trong những đối chuyền hay nhất ở thời điểm hiện tại. Hy vọng trong những giải đấu sắp tới, Quốc Dư sẽ đền đáp lại sự tin tưởng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền và người hâm mộ bằng những màn trình diễn tuyệt vời. Cũng từng hụt 2 lần không được lên tuyển, nhưng con đường của Nguyễn Thị Trà My có đôi chút khác so với Quốc Dư. Trà My nổi lên từ rất sớm ở những giải đấu trẻ vô địch quốc gia. Trà My sớm được người hâm mộ gọi tên cho vị trí đối chuyền tương lai của đội tuyển Việt Nam. Trà My không được may mắn như những lứa đàn chị của mình khi bóng chuyền Việt Nam ở một vài năm trước không thành lập những đội trẻ để tham dự những giải đấu quốc tế. Đến năm nay, đội U20 được thành lập thì Trà My lại vừa đúng thời điểm quá tuổi. Tuy nhiên bất ngờ lại tới khi cô còn có mặt hẳn ở đội tuyển quốc gia. Cũng giống như Quốc Dư, Trà My hiện đang trong cùng lứa với những đối chuyền cực kỳ chất lượng ở thời điểm hiện tại như Hoàng Thị Kiều Trinh hay Nguyễn Thị Bích Tuyền. Chính vì vậy, vận động viên của Long An hiểu rằng cô sẽ phải nỗ lực cực nhiều nếu muốn cạnh tranh một vị trí trên đội tuyển Việt Nam. Sau vòng 1 giải vô địch quốc gia, Trà My từng chia sẻ: "Em cũng muốn được lên tuyển lắm, nhưng lại bị hụt mất 2 lần. Em buồn, rất là tiếc luôn, nhưng mà sau đó em vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn." Trong nhiều năm trở lại đây, Nguyễn Thị Trà My là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô từng có 2 lần có tên trong danh sách tập trung trong năm 2023, nhưng lại lỡ mất cơ hội lên tuyển. Điều này khiến cho cô gái trẻ cảm thấy rất tiếc nuối. Do vậy, đối chuyền sinh năm 2004 vẫn luôn nỗ lực trong màu áo của câu lạc bộ và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Và giờ đây, ước mơ đó đã trở thành sự thật. Với những gì đã thể hiện tại những giải đấu vừa qua, đặc biệt là chức vô địch tại Cúp Hùng Vương, là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Trà My sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024 vừa qua, do có sự xuất hiện của đối chuyền ngoại binh Chen Peiyan nên Trà My được huấn luyện viên Thái Quang Lai cho thử sức ở vị trí chủ công. Dù chơi ở vị trí không phải sở trường, nhưng cô gái 20 tuổi đã có màn thể hiện xuất sắc và được đánh giá có chất lượng không khác gì một ngoại binh trên sân. Trong chiến thắng 3-1 trước nhà đương kim Á quân Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở lượt trận cuối, khi Chen Peiyan dính chấn thương, Nguyễn Thị Trà My được chuyển sang chơi vị trí đối chuyền sở trường. Cô thi đấu bùng nổ khi ghi tới 26 điểm, trong đó có 22 điểm đến từ những tình huống tấn công và 4 điểm chắn bóng. Khép lại vòng 1, Nguyễn Thị Trà My còn lập thành tích ấn tượng khi cô là nội binh chạm cột mốc 100 điểm. Những đóng góp quan trọng của Trà My giúp VTV Bình Điền Long An khép lại vòng 1 với vị trí thứ 2 sau binh chủng thông tin trường tự Bình Phước. Thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai giành được 4 chiến thắng và 1 trận thua. Trà My thuộc câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An được đôn lên đội 1 từ mùa giải vô địch quốc gia 2022. Từ đó đến nay, cô đã thể hiện được tài năng và có vị trí vững chắc trong đội hình thi đấu. Hiện tại, Trà My là vận động viên duy nhất của bóng chuyền Việt Nam chơi tay trái. Do đó, những cú đập kèo trái của cô mang tính đột biến và bất ngờ khá cao, khiến các đối thủ khó lòng đối phó. Mới 20 tuổi, Nguyễn Thị Trà My cũng nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện. Lần đầu tiên xuất hiện ở đội tuyển nữ quốc gia, với chiều cao 1m81, Trà My luôn ghi dấu ấn với lối chơi thông minh, tự tin, chạy bài khôn ngoan, đồng thời sở hữu những cú đập mạnh mẽ, có thể tấn công tốt ở cả khu vực trên lưới cũng như sau khu vực 3m. Nhìn chung, việc Quốc Dư và Trà My được triệu tập lên tuyển đợt này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt thời gian qua của cả hai. Chúng ta hãy cùng chúc cho hai đối chuyền này thi đấu thật thành công ở những giải đấu sắp tới. Còn các bạn thấy sao về hai đối chuyền này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.